chào cả nhà mình luôn nha. Nhà ấy ai có con như đang ngồi tấm dưới ruộng nha, ở dưới ruộng á mình nước sâu lắm đó nha, đội ngang quần vô luôn ấy, không lắm. Và hôm nay cũng lâu rồi cả nhà, hai cha con không có chăn lưới. Thế bữa nay nhà lưới cả nhà, vì bạn sáng đi làm không được, sáng đi làm thì đi học không được cho nên không có dặn. Hôm nay nay nghỉ. Bố con đi lại đi dăng kiếm vài con cá ăn cả nhà. Bà vô cũng đang ở bên cạnh bên kia, trời cũng đang chuyển mưa nữa, nước thì bữa nay nhiều hơn hôm bữa. Thì nay cũng đi dăng có chín không cả nhà. Đậu video luôn, chúc ông bà cô chú anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Và xem video luôn cho con vui được thôi, cho con like cùng một đăng ký để có động lực ra những video mới nha các nhà. Cái sậy ra đấy con nhỏ ra. Vô mùa nước đó nhà ơi. Bắt là con gì mình bắt. Mình kiếm cái video gửi cho cả nhà mình xem. Sậy có khúc à? Video đăng cho cả nhà coi. Video gửi cho cả nhà mình. Lúc này nước cũng nhiều, câu cá nó cũng mang cái này. Cái nhà thấy nước mênh mông nhiều, cái nhà câu cá đâu còn ăn nữa chứ. Cái bản ra đi hết rồi cả nhà. Quá trời chuyển mưa. Đó, đi là không có đâu. Đi là đó nha. Giờ đi xin phép ở ốc trong ở đây nha. Phải sáng mới đi thăm. Thì sáng thì cuốn lưới sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Quá trời nước rồi. Rồi dưới giò luôn. Chào cả nhà nha. Sáng hai bố con đi thăm lưới cả nhà. Quá trời nước. Kìa cũng có người đang thăm lưới các bạn cả nhà. Nước quá trời không biết có dính gì không. Sáng dọc rồi. Kiến à. Tôi gặp chị Long Kiến nè chị ơi. Cá khúc cỉnh trời. Không, cua nữa nè. Không biết cua với ốc thì không. Sáng làm được con lâu kiến. Rồi lâu kiến nữa. Thồng này lâu kiến dữ ta. Lâu kiến không rồi, này hai ba con lâu kiến nó đánh nữa kìa. Nồi cái mít rụng luôn. Thôi dẫn cái nhặn lên mày mà đâm giết cái nhặn lên. Ồ có chú Hy nữa nè. Vậy mới được. Ở đâu quậy dữ vậy ba? Hồi bà chú đầu kiến rồi. Nước lên nhiều, cá đầu kiến lên ruột quá trời luôn cả nhà ơi. Vậy mấy con ụt bự bự dám ổng không quá.
làm chết luôn, thấy cá ụt ham ham làm dính, cái lưới này dính nhiều á. Goofy đó cả nhà ơi. Lưới thưa dân cá dính không có nhiều hung mà đều ngon, thấy không, thấy không? Con nào đáng con lấy. Dân lưới dày nè. Dân ban đêm là để tới sáng cá chết hết trời. Chỗ đó xích con gì đó ba. Phải không? Chết. Ừ, Phi nè. Đùa nhau à. Nó kiếm không. Này được vô mấy cái vuông tôm ở Cà Mau ba. Dằn cái lưới ra đi dính cái gù phi dính bỏ lưới luôn. Hồi đó mình làm chứ hả chợ. Thấy ông tính về chỗ cầu không? Ừ. Ủa cái gì sáng ụt mà không nhìn thấy chỗ ụt mà nghe rõ tiếng luôn trời. Ủa, ông sáng ông thầm tà lưới ông đem về cái ông dục cái bạch cái trước cửa luôn, ông nói hết cỡ rồi. Rồi đó chứ mình không câu đó ha. Câu cá ngát không câu hả, gặp từ đâu cá đó. Có cơ hội đi về đó làm. Làm lại vàng câu phái gì đó câu cá ngát. Sức nữa nè, mà mấy con sức đó chắc nhỏ hả ba ha, lột. Trời ơi dính con. Dính con mười cạn. Cái gì đấy? Rồi đi rồi, sức rồi. Con phi trà cứu luôn. Sao cái lỗ lớn dữ vậy ba? Hết biết thiệt chứ. Đây sức hai ba con luôn nè. Hai ba dấu luôn, mà cái lỗ lớn dữ vậy trời. Lỗ lớn gì mà dữ ngon vậy nè. Thập kiến nữa cả nhà, cái sức chỗ này không sức hai con không biết hôm chắc là trong xuồng trong gì đó gắt lỗ quá trời luôn. Đây mới là được chú lục kiến ở đâu thằng này. Lỗ. Cái này gãy. Lâu kiến này cũng bự vừa ăn hết dần ha. Nhiều hợp xã. Con này là 4 con hay 5 con đó? 5 con. Ngồi giờ là đủ nồi hầm xả luôn á, giỡn à. Trời ơi, đây mà con trổ bố đằng này luôn nè. Ôi, đủ nồi hầm xả luôn á. Cái này sao toàn là đất xịn gì đó. Cái ruộng, cái diện lớn đó là đất xịn. Cái người ta chống ngay cái đường cặp rồi vậy, người ta chống xuồng đi á. Nha. Tối cái chén nước là nó lớn dữ lắm. Cái tháng này nước chưa nhiều hung mà chén nước dữ dằn lắm quá. Năm nay nó làm mà. Ô con lâu kiến bự bành kia. Ồ. Còn mấy tháng. Cả hung quá. Thôi lần này con cũng phi rồi, hai ba con luôn kìa. Được. Con tay bên kia cũng đã rồi đó bà. Làm kiến bự quá cả nhà. Được nồi hầm xả rồi đó, hết trời ha. À, mấy ổng có gặp những mấy cá chê cá xô rồi bà thả vô nãy giờ rồi con thấy không yên tâm. Được cái mấy con lâu kiến nó hiện. Phi nha cả nhà. Lưới vô hơi thưa. Chắc là mua thêm trăm thước nữa. Mình có rắn rồi bác, mua chứ nhiều quá. Rồi được rồi, con đứng đâu đằng này con Phi ra về đó con lâu kiến. Lưới vô hơi thưa. Cá hơi về đúng. Hơi tay ra rồi. Thôi lâu kiến nữa này cả nhà. Đó cha nói rồi, không có cá lâu kiến để hầm giả đủ, hầm giả giờ đủ chưa ba? Sức nha. Ủa, ụt
bự bự không à. Đủ đủ cho ba đủ ông giả rồi ha. Cưa còn tan kia chưa ấy nữa. Dân lưới dày sao dân giữa ruộng không ta. Trời ơi, cắm hàng cây ba ba nhìn đây bên mình nhìn thấy cái hàng xậy không phải không cắm không dặn không cắm mình mới ruộng bệt kẹo bánh chân. Quá khứ. Tại lưới dày là mình sợ mình không dám dặn. Lưới dày dân sáng á cũng ăn hết ngon. Ngày á. Dày đợi cái nước bự rồi sao á thấy ba ha. Nước này dân được. Nước này qua bển dân là nhóc. Đi dân không? Ồ, bờ giang nó cá chạy qua cho lợi quá trời luôn kìa cha. Kìa, kìa, kìa bờ giang trên đất à. Rồi, hết tay đầu tiên nha cả nhà. Bên đây, nãy thấy dính con gì của trời dữ lắm, không biết còn không đây à. Còn không ta? Em ngu rồi. Kìa, còn, còn, còn. Rồi. Rồi. Con mới thấy nó quậy lên tim lên sình luôn. Được chưa? Mới thấy cá dính đây nè cả nhà, quậy dữ lắm luôn. Ôi đau lòng thiệt. Rồi cua dính hai ba con luôn. Ngay chỗ đó này nè. Con thấy nó quậy. Rồi đây nè. Ở ngay đây nè, đứt viền luôn. Xịt cá, cá dính hai con cua, quá ghê gớm. Cá ụt cứ bấm bấm. Lưới này thật. Nhiều quá sức thì đằng cái đại dính con gì đằng. Đây cái đại. Cái đại. Ui. Gác dính ốc trời đánh luôn. Dính cái gì chứ mà gỡ không được. Cái này xin cá bự uổng quá trời uổng. Sáng tét lưới luôn. Trời ơi cua nữa. Ở đây nó sức con gì nữa. Số tay này sức không vậy ta. Một càng cành không. Còn gì lứ nữa đâu. Thánh thần ơi. Cua đâu mà dữ vậy nè. Đó. Ủa, đây con cá gì quậy bự quá. Còn không nữa. Ủa, con phi đỏ ao bành kia luôn. Cá này mới dính lúc sáng thôi à. Phi đỏ ao luôn nè cả nhà. Giờ cũng làm được em Goofy. Cái tay này sáng dài sức quá trời sức. Thèn mà thèn ha. Ừ, Goofy bành cái đó tư. Nước về nhờ mấy thay lưới này kiếm đồ ăn cũng được hả ba ha. Hả? Con gì vậy? Goofy nè. Ủa cá dột của trên nó quá trời bự luôn ba. Cái đầu thằng này cũng được dài con Goofy. Cũng được. Nhiều. Cái đại còn con không biết còn không. Đấy là cái đó nhìn thấy nhìn.
Rồi, đây dính cũng 10 càng nữa. Cua đâu đây? Cua à, dính con gì đây? Thấy gì ta? Ôi lâu kiến. Nãy giờ tay bên đây, nãy giờ mới thấy mặt của ảnh nè. Chỗ đó biết còn không à? Đi cái đài, ngay cái đài luôn. Gối dữ vậy. Cua đó là dạng cua chắc thịt thôi á. Cua đực á, gặp cua cái rồi gần no luôn. Lục kiến nghe giờ dính bảy đúng còn lục kiến nghe. Cua cái là cua gạch. Nước đang lớn, nước đang lớn lên nữa. Chân chỗ cái đài đó. Thấy em gu không biết còn không? Mấy lần xa ở đó nhìn nó thấy rồi. Ao ao ao. Trời ơi. Đây nè. Có dấu đó, còn đó, còn dấu đó. Sức rồi đó. Cua cá sáng sức nhiều quá, cua dính quá trời. Mình văng cũng đâu dính cua nữa nè. Cái khúc kéo cặp bà giang này xong thấy cá dính cá gì cho cua không đó. Đó. Ở đây con gì bự rồi đi rồi đi nữa rồi. Mới gịch cái ao đó. Sáng ngày tay lưới này nó bị sao ta? Nay nó bị cái gì đó ông nội ơi. Rồi, hết lưới luôn cả nhà. Sức gì nữa đây? Có dấu sức không mà tay này sáng ngày sức nhiều. Lưới này thưa thì chắc nặng đó. Cái bọc cái đè lên cái bọc cá. Sáng không có quậy thêm quả thì cả nhà mình coi được. Cũng được. Quấy thành quả sáng nay cho con thăm nè cả nhà, mới cá mới cua phi lâu kiến rồi mà cả nhà. Rồi cũng kết thúc clip ở đây luôn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của cha con vui nha. Chào hẹn gặp lại ông bà trong những clip tiếp theo. Bye bye.